Đây chính là thành quả của mình, món gà chiên của mình. Tất cả đều đã vàng, giòn và rất là thơm, và mình không hề phải động đũa hay là mình cần phải thêm dầu trong quá trình nấu nướng này. Mình vẫn có một món gà chiên thật sự là bổ dưỡng và không dầu. Ta thấy trong quá trình nấu nướng mình còn không bị việc bắn dầu hay là khó khăn như những cái lần chiên gà khác. Ngoài việc dùng nồi để nướng các món thịt thì mình còn dùng để nướng, như đây là con chép chép này. Và mình đã có một món chép chép ngon chỉ trong vòng có 7 phút. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về nồi chiên không dầu Clarestyle Turbo. Clarestyle Turbo và Clarestyle Vít E trông khá là tương đồng. Sự khác biệt giữa Clarestyle Turbo và Clarestyle Vít E chính là ở Clarestyle Vít E thì bạn sẽ thấy bộ điều khiển ở phía bên trên nóc này. Còn với Turbo thì bạn sẽ thấy bộ điều khiển ở ngay phần dưới ngang hông, ngang bụng của nó như thế này. Về kích thước thì hai nồi là tương đồng, đều là 9 lít. Và giờ mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn cho các bạn xem về các cái chi tiết của Clarestyle Turbo. Clarestyle Turbo thì phù hợp cho các bạn muốn nấu những cái món mà đa phần là nướng. Mọi người ở nhà thích ăn đồ nướng, đồ chiên không dầu và nướng có thể khối lượng lớn hoặc miếng lớn như cả một miếng thịt hoặc là cả một cái con gà. Thì các bạn có thể cho nguyên vào trong nồi và nó quay. Và các bạn lưu ý là khi mình mở cái nồi lên nó sẽ nghe tiếng tập như vừa rồi và cố định thẳng cái vung nồi như này để nó cố định. Nó chắc chắn nó sẽ không bị đổ sập xuống khi mà mình đang làm thao tác ở phía bụng nồi. Ở đây Clarestyle Turbo cũng gồm có hai phần. Phần nắp bên trên chính là phần mà động cơ có máy xo làm nóng và đổ thổi khí nóng vào phía bên trong nồi. Và phần thứ hai là phần bên trong nồi. Thì phần thân nồi đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được bạn có thể nhấc ra. Và nó là bằng thép không gỉ, bên trong có mạ một lớp chống dính. Các bạn có thể vệ sinh cách dễ dàng. Và phần dưới đáy của nồi còn có bốn chân đế cao su để giúp nồi cố định hơn. Vậy khi các bạn nấu nướng hay các bạn nhấc lên thì sẽ thấy nó chắc chắn hơn. Các cái bộ phận đi kèm của nồi turbo thì nó gồm, một đầu tiên là cái đây là cái lồng nướng. Cái lồng này là khi các bạn muốn cái món mà thái miếng nhỏ các bạn có thể cho vào lồng, và nó có chức năng là xoay để nó xoay nướng nồi như này, xoay nướng đồ ăn. Ở đây là chính là cái gắp này. Cái gắp này để khi mà các cái đồ bên trong nóng thì bạn có thể dùng để gắp những cái đồ đấy ra. Còn đây chính là cái thanh xoay này. Các bạn có thể xiên cái thanh xoay vào cái lồng xoay đấy để giúp nó xoay ở trên thanh xoay. Còn đây là hai cái thanh cố định để giúp các bạn có thể là các bạn xiên cả một con gà vào đây, hoặc cả ngay cả một cái miếng thịt lớn, các bạn có xiên và cố định bằng bằng hai cái đầu cố định này. Khi bạn cố định và xiên chắc vào như vậy thì miếng thịt hay là con gà sẽ nằm trên đây và nó được quay tròn và nó sẽ được nướng đều ở trong nồi chiên không dầu Clarestyle. Và đây là cái phần mà một cái khay hứng bên dưới để khi mà các bạn nướng những cái miếng mà các bạn muốn hứng nó như này, để nó không rơi trực tiếp thì toàn bộ phần mỡ thừa hay là phần bị rơi vụn ra sẽ rơi bên dưới khay. Khay này cũng là một thay thép được bọc một lớp chống dính rất là dễ vệ sinh. Còn đây là cái phần vỉ để các bạn đặt những cái miếng thịt lên trên này. Nên nồi có công suất là 1.400W và ở đây trong các cái chương trình ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy và hiểu một cách dễ dàng cách sử dụng của nồi. Thì đầu tiên là các bạn sẽ bật nồi lên, các bạn sẽ cắm điện và các bạn thấy đèn sáng như này. Các bạn bật nồi lên, sau đó các bạn lựa chọn các cái chương trình. Ở đây nó có sẵn, với nồi turbo có thêm cái chương trình đó là cái phần dẫn đông. Các bạn có thể cho cái hình có hình bông bông đá này, bông tuyết này, thì các bạn có thể cho những đồ dẫn đông vào đây và bấm chương trình là dẫn đông thì nó sẽ tự set up nhiệt độ và thời gian cho bạn trước đấy. Và có turbo có nghĩa là tăng cái nhiệt lên khi các bạn muốn kết thúc chương trình nhanh chóng, và các bạn muốn tăng công suất của nồi các bạn có thể ấn turbo. Và tiếp theo thì các bạn có thể lựa chọn các chương trình cài đặt sẵn.
Với những chương trình cài đặt sẵn như là nướng cả nồi hay nướng cả con gà, nướng pizza hoặc nướng các cái miếng lát như này, khi các bạn lựa chọn thì nó đã có set up sẵn cho bạn về nhiệt độ và thời gian. Ngoài ra thì các bạn không muốn là theo các cái chương trình có sẵn đấy, tại vì nó tùy theo cái định lượng và cái cỡ đồ ăn mà mình nấu, thì các bạn lựa chọn những cái chương trình mà tự các bạn thiết lập ra. Thì bạn lựa chọn phím là cộng trừ trên này là cái phím mà thời gian. Sau khi các bạn bật lên thì các bạn có thể bấm phím cộng. Nó sẽ thay đổi nhiệt độ là từ 10 nhiệt độ 1. Nhiệt độ tối đa của nồi có thể đạt được ở đây là 230 độ C. Với nhiệt độ 230 độ C thì các bạn có thể nướng rất là nhanh, nhưng mà với những món dày, những miếng dày thì các bạn nên chọn nhiệt độ thấp hơn, vì nếu nhanh quá thì nó chỉ làm cháy bề mặt bên ngoài mà chưa chín được cái phần bên trong của thực phẩm. Sau đấy thì các bạn lựa chọn thời gian, các bạn cũng bấm cộng trừ thì nó sẽ từng lần một thì nó sẽ thay đổi từng phút một. Nhưng mà nếu các bạn dí tay bấm liên tục thì nó sẽ con số sẽ nhảy liên tục thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu như mà các bạn muốn tăng cái thời gian lên, và sau khi chọn được xong thời gian thì các bạn chỉ cần bấm khởi động thì lò sẽ có đèn sáng và khởi động như thế này. Ngoài ra thì có chế độ là preset và cái chế độ tiếp theo là chế độ roll. Roll là chính là cái chế độ như mình vừa bảo, là nếu như các bạn muốn nướng mà bên trong nồi quay thì các bạn ấn chế độ roll, thì bên trong ví dụ như là nướng cả con gà hay là nướng bằng khoai tây chiên trong cái lồng sắt vừa rồi thì nó sẽ quay. Và bây giờ thì mình sẽ thử nướng thịt gà và cho các bạn xem kết quả của nồi turbo như thế nào. Và giới thiệu với bạn thì hôm nay mình sẽ thử làm món đùi gà nướng. Mình đã tẩm sẵn gia vị vào đây, và để muốn là thực phẩm được chín đều hơn thì mình cũng có khứa cái phần đùi, cái phần dày nhất để cho nó có thể ngấm sâu gia vị hơn, hay là phần nướng nó cũng có dễ dàng để chín đều hơn. Nấu nướng thì đa phần là cũng phụ thuộc vào cái kinh nghiệm nữa. Nếu các bạn nấu nướng thường xuyên thì sẽ biết được là những cái thực phẩm nào thì nướng bao nhiêu thời gian thì nó sẽ phù hợp và có cái khẩu vị là hợp với mình nhất. Thì mình sẽ sử dụng là cái vỉ nướng này và khay nướng đựng ở bên dưới. Mình chỉ cho vào trong nồi. Đây là cái phần đùi gà của mình. Đấy, sau khi xếp vào nồi. Sau khi cho thực phẩm xong thì mình sẽ đậy nắp nồi xuống. Đấy, mình bắt đầu lựa chọn. Thì cái phần này mình sẽ tự lựa chọn theo cái chế độ thời gian riêng của mình. Mình sẽ chọn về cái phần nhiệt độ. Mình sẽ để nhiệt độ nướng là 160 độ C. Và sau đấy mình sẽ để thời gian là, mình nghĩ là chỉ cần tầm khoảng 30 phút. Nhưng mà cái thời gian nướng này thì nếu như các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ quen hơn. Mình cũng ít khi nướng đùi gà nên là ở đây mình sẽ để là 40 phút. Và mình sẽ thỉnh thoảng mình sẽ kiểm tra lại, nếu như mình có đẩy thời gian quá lâu thì mình sẽ rút ngắn thời gian lại và kết thúc. Trong quá trình nấu thì các bạn sẽ thấy đèn sáng như này, các bạn có thể quan sát được thực phẩm phía bên trong nồi. Như các bạn thấy thì trong quá trình nướng ở đây các bạn có thể quan sát được thấy thực phẩm ở phía bên trong. Ở đây là thịt gà của mình đã bắt đầu có dấu hiệu là xe thịt và nó bắt đầu là chảy lớp mỡ ra. Với đôi chiên không dầu của Lifestyle thì các bạn thấy là quá trình nấu nướng sẽ trở nên đơn giản vô cùng. Các bạn chỉ chuẩn bị thực phẩm ướp sẵn ở đấy rồi đặt vào trong nồi, và quá trình nấu nướng sẽ do tự nồi sẽ đảm nhiệm. Và giờ mình chỉ cần đi làm một việc khác, hoặc mình hãy thỉnh thoảng hãy để ý chú ý là cái thời gian, nếu mình chưa set up nó quen thì mình có thể điều chỉnh.
một đặc điểm và tiện lợi của nồi chiên không dầu đấy là trong quá trình các bạn chiên nấu thì cái mùi thực phẩm trong quá trình nấu nướng là nó thoát ra rất là ít, ít hơn rất nhiều so với các bạn mở nồi chiên và cả chảo chiên, gần như là số lượng hạn chế. Và bây giờ thì nồi chiên của món chiên của mình đã gần như là xong, mình sẽ kiểm tra xem như nào. Đây chính là thành quả của mình, món gà chiên của mình. Tất cả đều đã vàng, giòn và rất là thơm, và mình không hề phải động đũa hay là mình cần phải thêm dầu trong quá trình nấu nướng này. Mình vẫn có một món gà chiên thực sự là bổ dưỡng và không dầu. Ta thấy trong quá trình nấu nướng mình còn không bị việc bắn dầu hay là khó khăn như những cái lần chiên gà khác. Như các bạn thấy ở đây thì là mình có chiên gà, như bình thường thì mình sẽ bị bắn rất là nhiều. Như các bạn có thể nhìn kỹ ở đây, các vượn vung bên trên là gần như là không bị bắn mấy. Cái này thì các bạn có thể vệ sinh bằng cách lau chùi, một cách đơn giản. Ngoài việc dùng nồi để nướng các món thịt thì mình còn dùng để nướng, như đây là con chép chép này. Và mình đã có một món chép chép ngon chỉ trong vòng có 7 phút. Như vậy là Gusto vừa mới giới thiệu xong với các bạn về nồi chiên không dầu Glaside Turbo. Để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website gusto.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.